chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh boxcast sàm của phi long và ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về một chủ đề mà uh, nhiều bạn trẻ <laughs> kêu phi long nói đi đó là uh, anh long ơi uh, ngày hôm nay em thấy uh, ở cuộc đời này uh, nhiều thằng uh, tấm dốc quá uh, nó uh, uh, tàn nói không nóng làm rồi uh, uh, nói chung thì không có cảm thấy uh, cái uh, ngôn hành nó đồng nhất, ngôn hành không có hợp nhất giống như phim tàu quá ha, ngôn hành hợp nhất à, và phi long cũng nhận thấy cái điều đó đó là ngày hôm nay chúng ta uh, sống trong một cái xã hội mà chúng ta thích xem, thích nhìn và thích kiểm chứng những cái điều mà người ta nói hơn và tập Oscar ngày hôm nay trong series Bobcast sàn sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn đó là cuộc đời chỉ nhìn nhau qua hành động. Quý vị và các bạn thân mến thì tập Bobcast ngày hôm nay Phi Long sẽ dự kiến trên dưới khoảng 10 phút thôi, thì vì không muốn làm cho các bạn quá mất thời gian và và cái tập podcast ngày hôm nay cũng cái chủ đề cũng khá là thú vị. Đó là làm sao mà chúng ta có thể tăng được cái độ khả tín trong cái lời nói của mình khi mà chúng ta uh, nói với người khác. Có một cái ví dụ mà Vi Long cảm thấy trong cái cuộc sống của mình mình đã gặp. Đó là uh, mình biết được một người và cái người đó luôn luôn nói ra bên ngoài đó là uh, mình uh, rất là quan tâm đến người khác, mình uh, uh, rất là Uh, đau lòng với lại những cái điều mà người khác phải chịu, uh, rồi uh, uh, cảm thấy thương tổn khi mà uh, những người mà sống quanh mình bị uh, áp bức, bị thương tổn và uh, rất là sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng, với lại uh, nhóm của mình những gì mà mình có. Tuy nhiên, phi long không có tin, không có tin. Vì sao? phi long chỉ nghe thôi chứ không có thấy làm cái người đó sống rất là ích kỷ chỉ biết lo cho mình cho cái nhóm của mình rồi cứ nói là quan tâm đến người khác yêu thương người khác nhưng mà những người có lợi cho mình cái người đó mới quan tâm và cái người đó khi mà sản phẩm tài sản của họ họ làm xong Họ không muốn ai đụng vô hết á Ủa Lời nói Hành động Không có giống nhau Không có khả tín Đó là cái những gì Mà Phi Long nhìn được Ở nơi cái người đó Người đó luôn 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 miệng nói là yêu thương người khác Thích giúp đỡ người khác Nhưng mà có bao giờ thấy đâu Toàn nói thôi à Đâu thấy có những người kêu uh, nghèo lắm tối ngày cứ than nghèo than khổ rồi 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 tối ngày cứ nói nhưng mà suốt ngày cứ nói chung là cứ suốt ngày cứ, cứ cứ làm cái gì đâu không à nhìn nó rất là sang trọng thì làm sao mà mình biết được cái người đó nghèo với khổ đúng không mình phải thấy mà ngày hôm nay người ta đòi là phải thấy không nói suông không nghe suông đâu tôi thấy tôi mới tin tôi thấy đừng tin đó là những gì mà phi long muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là à, xã hội chúng ta à, ngày hôm nay rất là thích nhìn hơn là nghe nói và chúng ta có thể ứng dụng được cái điều này trong cái việc học tập và cái việc làm của chúng ta khi mà bắt đầu chúng ta bước vào trong một cuộc sống một cái môi trường xã hội cạnh tranh rất là nhiều môi trường đi làm việc cái thị trường việc làm rất là gây cấn để chúng ta có thể thể hiện được bản thân của mình chúng ta đưa cái bằng ra cái bằng cấp là một cái điều rất là quan trọng ai cũng cần bằng cấp hết cả để đầu tiên đi phỏng vấn là người ta cho mình vào làm việc đã nhưng mà sau đó cái bằng nó chỉ là một cái cơ hội được trao cho mình thôi còn giữ được cơ hội đó hay không nó phải dựa vào cái khả năng và cái sự cầu tiến cộng thêm cái sự nỗ lực của các bạn trong quá trình làm việc nữa khi mà các bạn cầm một cái tấm bằng đại học quốc gia một cái bằng rất là xịn sò về ngành kỹ thuật chẳng hạn mà các bạn vô các bạn không làm việc và các bạn không có làm tốt công việc của mình không chạy đúng kpi bằng những bạn nộp vào chỉ là bằng uh, cao đẳng nghề rồi trường nghề trường trung cấp các bạn đó sẽ là người giành lấy cơ hội của các bạn vì họ có tay nghề họ có sự cầu tiến và đặc biệt họ cho người ta thấy hành động của họ hơn là những tấm bằng và dĩ nhiên trong cuộc sống ngày hôm nay cái điều mà khiến cho người ta dễ tin nhất đó là hành động chứ không phải lời nói nói mình nói mình thương người mình thích đi uh, giúp người mình thích uh, uh, làm điều này điều khác nhưng mà chẳng bao giờ mình thấy mình mua dùng một tờ vé số cho một bà cụ mà không thấy mình cho một em bé một vài đồng không thấy mình có một cái lòng nào thể hiện là mình yêu thương người khác ai mà đụng vô mình mà mình xù lông nhiếm lên ai mà đụng vô lợi ích của mình mình xù lên thì thôi khỏi nói nữa đi người ta không có tin đâu và mãi mãi người ta sẽ không bao giờ người ta tin những cái lời nói của các bạn và như phi long cũng vậy không bao giờ phi long nói chuyện lại những người suốt ngày than thở và không làm những điều mà họ nói làm gì mệt chứ làm gì đi nói chuyện với những người đó mất năng lượng lắm các bạn chính vì thế các bạn hãy vui và bình an hạnh phúc để chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta nói còn nhắm không làm được đừng nói và tốt hơn đó là các bạn đừng nói những điều mà các bạn sắp làm các bạn hãy làm và chứng minh mình có thể làm được một việc nào đó sau đó hành động của các bạn sẽ khiến cho người khác cảm thấy tin các bạn và uy tín của các bạn sẽ được tăng cường qua hành động chứ không phải qua lời nói suông. Đó là những gì mà Phi Long muốn chia sẻ cho các bạn trong ngày hôm nay. Kính chúc các bạn một buổi tối thật vui và hạnh phúc. Đặc biệt nhớ like, share và subscribe cái kênh của Phi Long để cho những người khác nghe với các bạn ơi không phải là kênh mà chúng ta chia sẻ những kiến thức với nhau nhưng nó là một buổi buổi tối chúng ta cùng ngồi bên nhau với ly trà sữa ly trà chanh cắn hột dưa và chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên trời ở dưới đất vậy nhé xin kính chào và hẹn gặp lại